Phố vắng như Tết ngày đầu Hà Nội thực hiện đóng cửa quán xá. Hôm nay 28 tháng 3, Hà Nội bắt đầu thắt chặt lệnh đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ trừ cơ sở kinh doanh các mặt hàng dịch vụ thiết yếu để phòng chống dịch COVID-19. Nhiều tuyến phố vắng hơn cả ngày Tết, nhiều tuyến phố ở khu vực trung tâm Hà Nội vắng người và phương tiện. Khu vực sân trước nhà thờ lớn gần như không có bóng người. Trước đây, vào những ngày cuối tuần Nơi này thường tấp nập Nam Thanh, nữ tú với nhiều hoạt động vui chơi, cà phê, trà chanh. Phố nhà thờ vắng vẻ hơn cả ngày Tết Nguyên Đán do lệnh đóng cửa các quán xá. Cơ sở kinh doanh dịch vụ để phòng dịch COVID-19. Tụ điểm trà chanh chém gió nhà thờ nay không một bóng người. Không còn cảnh ngựa xe như nước áo quần như nêm. Những hình ảnh này làm cho mọi người luôn nghĩ đến những ngày Tết âm lịch. Trên phố xuất hiện nhiều người ưa thích sáng tác ảnh. Hiếm có những khoảnh khắc đường phố vắng vẻ giống ngày Tết như thế này. Vỉa hè nhiều tuyến phố, chỉ thấy xuất hiện các anh bảo vệ trong nhà hàng cửa đóng then cài, ngồi xem điện thoại, lướt web. Thi thoảng xuất hiện một vài khách nước ngoài. Phố Huế lúc 9 giờ ngày 28 tháng 3, phố Trần Nhân Tông lúc 10 giờ 30 hôm nay, đường vẫn rất đông người và phương tiện. Bạn thấy thế nào về điều này? Hãy bình luận dưới video nhé. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích, chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh Xin chào và hẹn gặp lại.